đỉnh Lũng Cú, niềm tự hào của người Việt, nơi cao nguyên đá hùng vĩ bậc nhất Việt Nam. Ruộng bậc thang vời vợi nối nhau tới cổng trời. Sự gắn bó giữa thiên nhiên và con người đã tạo ra một kho tàng di sản văn hóa đa sắc, làm nên sức khám phá vô tận. Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực Bắc Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Phía Bắc và Tây có đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, dài 277,556 km. Phía Đông giáp tỉnh Cao Bằng, phía Nam giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Tây và Tây Nam giáp tỉnh Lào Cai và Yên Bái. Hệ thống đường giao thông khá hoàn chỉnh. Hiện nay 100% số xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Hầu hết các thôn bản đều có đường bê tông liên thôn. Quốc lộ số 2 là tuyến đường huyết mạch chạy từ khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy đến thủ đô Hà Nội. Ngoài các tuyến đường trên, các tuyến đường nội địa khác được khai thông nối liền với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc. Không gian phát triển kinh tế của tỉnh được quy hoạch thành 3 tiểu vùng. Vùng kinh tế động lực bao gồm thành phố Hà Giang, các huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê. Tiểu vùng núi đất phía Tây gồm các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, một số xã thuộc huyện Vị Xuyên, Quang Bình, Bắc Quang. Tiểu vùng cao núi đá gồm 4 huyện Quảng Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc, Đồng Văn trên cao nguyên đá Đồng Văn. Được thiên nhiên ưu đãi cho vẻ đẹp kỳ vĩ, cùng vị trí địa lý nằm ở cực Bắc, có đường biên giới với Trung Quốc đã tạo nên những tiềm năng lợi thế cho Hà Giang để phát triển du lịch, nông nghiệp sạch, dược liệu và kinh tế biên mậu. Hà Giang là cầu nối quan trọng trong hành lang Đông Tây của không gian phát triển du lịch khu vực miền núi và Trung Du Bắc Bộ. Nằm ở cực Bắc Việt Nam, xa các trung tâm kinh tế lớn, nhưng chính điều đó đã bảo tồn một Hà Giang nguyên sơ. Đồng Văn, một thế giới khác lạ, là thiên đường của đá, nơi mà những khám phá của con người mới chỉ chạm tới một phần nhỏ bé của những di sản tự nhiên nhân văn cổ xưa. Cao nguyên đá Đồng Văn, công viên địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam. Tại đây ta có thể tìm thấy những dấu tích của đại dương từ hàng trăm triệu năm về trước. Sông Nho Quế len lỏi giữa những vách núi cao, rồi làm nên đệ nhất hùng quan Mã Pì Lèng, chứng nhân lịch sử kiến tạo của vỏ trái đất. Cũng tại đây, người Mông vốn ngàn năm thiên di về lập bản, người Pu Péo chọn Hà Giang, thượng nguồn sông Lô đưa người Tày, Dao, Nùng và cả người Kinh đến sinh cơ lập nghiệp. Trên cao nguyên này, những tộc người sống trên đá tạo ra một nền văn hóa đá đa dạng, hấp dẫn với những kỳ công vượt khó sinh tồn. Những bản làng treo leo bên sườn đá, những mái nhà nép mình bên ruộng bậc thang đan xen những ngọn núi hùng vĩ giữa đại ngàn. Sự khác biệt ở đây là điểm nhấn trong bức tranh du lịch Hà Giang. Đến với vùng cao phía Tây Hà Giang, chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang cao nhất, rộng nhất, lâu đời nhất Việt Nam. Hoàng Su Phì, mùa nước đổ, ruộng bậc thang là những vòng cung bạc huyền ảo vươn cao tới 1.500 m, thu sang lại chuyển mình thành những vòng xoáy vàng bất tận giữa mênh mông đất trời. Cộng đồng 19 dân tộc Hà Giang, chủ nhân của những di sản, đã tạo nên một bức tranh du lịch nhiều màu sắc với 40 lễ hội du lịch nổi trội khác biệt. Ngày càng nhiều du khách đến Hà Giang. Năm 2015, tỉnh chào đón 762.622 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 708 tỷ. Năm 2016 là 853.746 lượt khách, doanh thu đạt 795 tỷ. Năm 2017, ước có 1 triệu lượt khách du lịch đến với Hà Giang, đem lại nguồn doanh thu ước 950 tỷ.
Hà Giang thu hút các dự án đầu tư khu du lịch, khu nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn, trung tâm thương mại, công viên giải trí, làng văn hóa du lịch cộng đồng, đầu tư hang động, đu dây mạo hiểm, đạt mục tiêu đưa Hà Giang thành trung tâm du lịch quốc gia vào năm 2020. Thiên nhiên cũng tặng Hà Giang nguồn tài nguyên thổ nhưỡng thích hợp cho sự phát triển của nông nghiệp công nghệ cao. Hà Giang hiện có 20.378 hectare trà. Năm 2016 đạt sản lượng bút tươi là 65.520 tấn, sản lượng chè khô đạt 10.682 tấn. Hàng chục doanh nghiệp đã đầu tư trồng và chế biến trà San Tuyết như đặc sản của đỉnh Tây Côn Lĩnh hay vùng núi cao Hoàng Su Phi. Bên cạnh trà Hà Giang, cam sành cũng là thứ quả nổi tiếng trong Nam ngoài Bắc. Niên vụ 2017-2018, diện tích trồng cam toàn tỉnh ước đạt 8.850 ha, diện tích đạt tiêu chuẩn Việt Gáp là 2.768,6 ha, diện tích cho thu hoạch trên 4.500 ha, đem lại sản lượng ước đạt 48.000 tấn, tăng 31% đến 40% so với niên vụ 2016-2017. Hà Giang còn là lãnh thổ của cây dược liệu. Theo số liệu điều tra và thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn Hà Giang đã phát hiện tới trên 1.101 loài cây dược liệu khác nhau thuộc 184 họ, 662 chi thực vật. Trong những khu bảo tồn thiên nhiên, hiện đang bảo tồn nguồn gen của nhiều loại cây thuốc quý với sự liên kết chặt chẽ của 4 nhà gồm nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà nông. Nhiều loại cây dược liệu như ô đầu, thảo quả, tam thất, huyền sâm, hương thảo đã được bà con các dân tộc Hà Giang phát triển ở các quy mô khác nhau. Chăn nuôi đại gia súc cũng là một trong những thế mạnh chiến lược của tỉnh. Bò vàng trên cao nguyên đá Đồng Văn được đánh giá cao về chất lượng. Tỉnh cũng đang đẩy mạnh chiến lược phát triển đàn đại gia súc nửa triệu con nhằm xây dựng sản phẩm nông nghiệp đặc thù giúp người dân phát triển kinh tế. Tôi nhận thấy rằng Hà Giang là một cái vùng mà địa đầu Tổ quốc, đặc biệt là có cái lợi thế phát triển kinh tế nông nghiệp rất lớn. Quỹ đất vẫn còn để phát triển cho nông nghiệp, có một cái vùng khí hậu rất ổn định, thu hút được lao động lớn. Một cái lợi thế nữa tại tỉnh Hà Giang, chúng tôi nhận thấy rằng đây là cái vùng mà thu hút khách du lịch rất là lớn. Chúng tôi mong muốn tạo ra cái sản phẩm sạch để phục vụ cho du khách du lịch, đồng thời là cho du khách địa phương tại nơi đây. Với nông nghiệp, dựa trên thế mạnh và sự khác biệt của mình, Hà Giang sẽ phát triển một số sản phẩm có thế mạnh theo chuỗi giá trị và tiêu chuẩn Việt Gáp như chăn trâu bò, nuôi ong, phát triển cây dược liệu gắn với chế biến để trở thành sản phẩm hàng hóa có tính cạnh tranh cao với điều kiện thời tiết thổ nhưỡng thích hợp cùng sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang. Mục tiêu là phấn đấu đến năm 2020, Hà Giang trở thành vùng trọng điểm cây dược liệu của quốc gia là hoàn toàn có cơ sở. Hà Giang có đường biên giới chung với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Có 7 huyện biên giới, 1 cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, 3 cửa khẩu phụ, 11 lối mở tạm thời và 27 chợ biên làm nên sức hấp dẫn từ kinh tế biên mậu. Giai đoạn 2011-2015, kim ngạch xuất nhập khẩu của Hà Giang đạt 2,114 tỷ đô la Mỹ. Năm 2016, con số này là 1,385 tỷ đô la Mỹ và trong 9 tháng đầu năm 2017, Hà Giang có kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 2,390 tỷ đô la Mỹ, tăng 231% so với cùng kỳ năm ngoái. Cửa khẩu Thanh Thủy đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam nâng cấp từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy có tổng diện tích 28.781 ha. Đây là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm thương mại dịch vụ, công nghiệp, nông lâm nghiệp, tạo thành khu vực thu hút đầu tư và hội nhập quốc tế. Tính đến hết quý 3 năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt 2.318.500.000 đô la Mỹ.
Hà Giang ưu tiên thu hút đầu tư các dự án phát triển hạ tầng cửa khẩu, dịch vụ logistics tại cửa khẩu, tiểu thủ công nghiệp. Ưu tiên tập trung thu hút đầu tư cho khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Ngoài ra, ba cửa khẩu phụ sắp tới sẽ là cửa khẩu quốc gia gồm Xín Mần, Phó Bảng, Sampun. Tiến vào thị trường 92 triệu dân của Vân Nam, Quảng Tây, kết nối thị trường này với cộng đồng ASEAN là cơ hội, là giá trị cạnh tranh Hà Giang đem đến với các nhà đầu tư. Với tiềm năng và lợi thế vượt trội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã ban hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, xác định rõ những mục tiêu phát triển của tỉnh. Hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, Hà Giang thực hiện đề án tái cơ cấu kinh tế theo hướng tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy tối đa nội lực, phát triển nhanh và bền vững những ngành, lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, và đó cũng là cơ hội cho các nhà đầu tư. Tỉnh Hà Giang đã thu hút được nhiều tập đoàn doanh nghiệp lớn trong nước như Vingroup, TH, Thiên Minh và các nhà đầu tư nước ngoài như Banyantree, công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ Nhật Việt đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội đầu tư tại tỉnh. Tập đoàn Banyantree hết sức ngưỡng mộ cái định hướng phát triển của các lãnh đạo ở tỉnh Hà Giang, là vì các lãnh đạo muốn phát triển Hà Giang theo hướng hết sức bền vững. Chính vì lý do đó mà tập đoàn Banyantree hết sức mong muốn có cơ hội hợp tác với tỉnh Hà Giang cũng như các nhà đầu tư khác nhằm chung tay góp sức để có thể hỗ trợ cái cộng đồng nơi đó thông qua những cái dự án phát triển du lịch bền vững. Nỗ lực kiến tạo vì sự phát triển, Hà Giang đã quyết tâm thực hiện công cuộc cải cách hành chính. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm tới 30%. Hà Giang đẩy mạnh giao dịch, giải quyết thủ tục hành chính bằng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh. Năm 2016, xếp hạng chỉ số PCI tăng 3 bậc so với năm 2015. Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin đạt 16 trên 63 tỉnh, thành phố. Năm 2017, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của Hà Giang tăng lên, đứng thứ 8 trên 63 tỉnh, thành phố. Đứng thứ 7 trên 63 trong bảng xếp hạng dịch vụ công trực tuyến. Đăng ký kinh doanh qua Internet với thời gian 1 ngày, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 48 giờ, tạo mặt bằng sạch, kết nối cơ sở hạ tầng đến chân công trình cho các dự án đầu tư tại Hà Giang. Tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành các cái định hướng cũng như là cái cụ thể cho cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong đó, cái thứ nhất là Hà Giang xác định là lãnh đạo tỉnh cùng với lãnh đạo các sở ban ngành phải đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong quá trình thu hút đầu tư, đặc biệt là chuyển từ cái tiền kiểm sang hậu kiểm. Qua đây tôi kêu gọi các nhà đầu tư hãy đến với Hà Giang, và Hà Giang là mảnh đất giá trị cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hà Giang khát vọng trở thành điểm đến du lịch có thương hiệu quốc tế, nơi giao thoa gặp gỡ giữa các nền văn hóa thế giới. Bên cạnh đó, phát huy nội lực song song với việc thu hút nhiều hơn nữa những nhà đầu tư trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đưa nền kinh tế Hà Giang tiến xa hơn. Cảnh quan kỳ vĩ, tài nguyên thiên nhiên, giá trị nhân văn sâu sắc và môi trường đầu tư hấp dẫn sẽ đem lại đam mê và thành công khi bạn đến Hà Giang. Hãy cùng chúng tôi xây dựng tương lai thịnh vượng.